nhiệm vụ con phao xăng này là gì? Cản trở bớt dòng điện đi theo cái mức xăng, để gì? Để cái đồng hồ này nó khi nó bị cấp thiếu điện thì nó sẽ tụt xuống dưới. Nó trở sở dĩ nó chỉ là một con 500 thôi, khi mà 500 điện thôi, khi mà thiếu điện thì nó sẽ tụt xuống dưới, mà khi thừa điện nó theo lò xo nó sẽ đẩy lên cái cỡ. Đấy, thì sở dĩ cái phao xăng này nó chỉ là một cái cản trở dòng điện. Ở đây mọi người nhìn thấy đây. Đây là mạch cản trở. Đây là mạch, và trên phần này là nó có các cái con sắt nó quét vào phần mạch đấy. Nó quét đến mạch nào thì cái điện trở càng lớn. Cái mạch này ấy, đối với một số nhà cung cấp ấy, thì người ta sử dụng mạch bằng được làm bằng nhựa, và người ta tráng cái lớp thiếc lên trên. Thì khi cái mạch làm bằng nhựa trong cái quá trình ngâm xăng lâu ấy, thì chắc chắn là nó sẽ ảm, nó hỏng. Đấy. Đối với cả Vinsky thì làm cái mạch này luôn luôn bằng sứ, nên tỷ lệ hỏng của cái phao xăng này là rất ít, đúng như bạn ấy nói là rất ít. Nhưng mà tại sao trường hợp mà gặp như bạn là khách hàng người ta đi xong người ta mấy hôm người ta lại thấy xăng không lên, xong rồi tháo ra nó lại lên bình thường? Thì bằng cách đầu tiên là gì ạ? Khi khách hàng người ta nói là gì ạ? Em ơi, phao xăng của chị nó em ơi, cái vùng hồ báo xăng của chị nó không hoạt động. Khách hàng thì người ta chỉ biết là đồng hồ báo xăng không hoạt động thôi. Việc đầu tiên anh em ta phải làm là gì ạ? Kiểm tra lại cái phao xăng này trước, bởi vì nó là cái đơn giản nhất, nó đều là dễ tháo nhất. Khi chúng ta tháo ra đến đây rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy ạ. Chúng ta bật khóa lên, chúng ta nhìn thấy ạ. Phao xăng này nó đang ở cái mức 0, đúng không ạ? Chúng ta gạt lên hết cỡ và chúng ta nhìn đồng hồ xem nó có lên không. Nếu nó lên hết cỡ thì là ok. Nếu nó không lên được hết cỡ thì chắc chắn là đồng hồ này có vấn đề hoặc phao xăng có vấn đề. Được chưa? Đây, chúng ta nhìn thấy là nó lên hết cỡ. Đúng rồi. Và sau đó chúng ta thả xuống một nửa. Đây, thả xuống một nửa xem nó có xuống đúng một nửa không. Đấy. Đây, các bạn thấy không? Nó dừng lại. Mình chỉ tương đối thôi, có nghĩa là không phải đoạn cao nhất cũng không phải đoạn thấp nhất. Tương đối ở giữa là mình sẽ biết được rồi, không cần chính xác một nửa. Và mình thả xuống hết. Xem nó có xuống hết không. Nếu nó không xuống hết là cũng lỗi. Đúng không ạ? Nếu không xuống hết thì khách hàng hoàn toàn có thể bị gặp phải lỗi rất khó chịu là đồng hồ báo không hết xăng nhưng đi vẫn hết xăng bình thường. Đúng. Và khách hàng người ta sẽ gọi mình điện cho mình, người ta báo là chết máy. Chứ người ta không nói là ấy đâu, người ta bảo xăng vẫn còn đây nhưng mà chết máy. Đúng ạ? Đây xuống hết. Đây mọi người nhìn thấy này. Thế là ok, chứng tỏ là gì ạ? Đồng hồ của chúng ta và phao xăng vẫn còn hoạt động tốt. Thế tại sao mà chúng ta lại gặp phải cái trường hợp là gì? Trong cái quá trình vận hành của khách hàng là nó không được xăng nó không được chỉ báo đúng. Thì cũng thưa với các bạn là gì ạ? Tôi đã nói rồi là ở nhà sản xuất là chúng tôi không có đổ xăng vào bình, và không có đổ xăng vào bình, và không có đổ nước bất cứ một cái gì vào bình, vì nếu đổ nước vào đây là gì. Nên ra là cái về vấn đề phao xăng là nhà sản xuất là không chỉ kiểm tra, chỉ test xác suất, có nghĩa là gì ạ? Khi bọn em lắp vào là bọn em lật ngửa cái bình xăng lên, và trong cái đồng hồ bọn em có một đồng hồ chuyên dụng là nó chỉ báo, nó có các cái chỉ báo bằng số thì là nó nói, nhưng mà bọn em làm xác suất riêng cái xăng này bọn em làm xác suất, bởi vì là nó cái tỷ lệ hỏng rất ít, và cái này thì đại lý hoàn toàn có thể chỉnh được cho khách hàng. Thì cái phao xăng bạn, các bạn nhìn thấy ở đây có một cái vấu ngang này, đúng không ạ? Sở dĩ có vấu ngang để nó chống xoay cái phao này, nó sẽ kẹp vào đây, đúng không ạ? Thì phao xăng nó nằm này, phao nó nằm này, trong bình nó nằm như này. Thế thì sở dĩ các bạn nhìn thấy như này này, cái bình này ấy, ở dưới ấy, thì nó không phải là nó vuông đét như này đâu, nó phải lượn theo cái khung của cái khung xe. Nếu mà tháo cái nhựa này ra các bạn sẽ nhìn thấy là bình nó hơi vát. Đúng rồi. Thì cộng với cả cái việc này nó đẩy xuống dưới như này nữa thì nó sẽ chạm vào cái thành bình, cái quả này nó chạm vào thành bình này. Nhiều khi nó chỉ cái quả này ấy, nhiều khi trong cái quá trình sản xuất nó chỉ hơi nó đang nằm vuông như này, nó song song mặt bình này thì không sao, nhưng mà trong quá trình sản xuất cái thanh kép này hoàn toàn có thể hơi đẩy ra hoặc hơi đẩy vào một chút. Nó hơi đẩy ra như này thì nó chạm một ít cái đầu này vào thành bình, đúng không ạ? Thế thì trong cái quá trình là gì? À, anh em mình lắp vào đây thì là nó ok, nó đang không chạm, nhưng mà trong cái quá trình khách người ta hoạt động nó chỉ chạm một chút thôi, nó cũng giữ cái phao xăng này lại và nó không lên được, thì khách hàng người ta luôn luôn báo cho mình là phao xăng hỏng, là hỏng cái báo xăng, đúng không ạ? Thế nhiệm vụ chúng ta đầu tiên chúng ta phải chắc chắn là cái này không hỏng và cái đồng hồ không hỏng, chúng ta kiểm tra bằng cách vừa rồi. Cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta sẽ nhận định được là nếu mà như vậy ấy, thì là cái do cái phao xăng này nó bị chạm vào thành bình rồi, dẫn đến việc là một là treo đầy mặc dù xăng hết, hai là treo hết mặc dù xăng đầy. Đấy, thế thì bằng cách là gì ạ? Chúng ta rất dễ, để quặp vào nó, có cái kìm nữa không? Có hai cái kìm này, chúng ta bắt buộc phải có hai cái kìm này.
kìm này là tạm được. Bắt buộc chúng ta phải có hai kìm nhá. Nếu mà chúng ta dùng một kìm, chúng ta lười dùng một kìm nó sẽ bẻ, nó sẽ gãy cái mạch này. Chúng ta phải cặp hai kìm, một kìm đây một kìm đây ạ. Để chúng ta chịu lực bằng cái kìm này. Được chưa ạ? Và gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái thế của nó nằm như thế này. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ làm thế nào để cho nó ngắn? Mục đích của chúng ta là nếu mà nó chạm thành này thì mục đích của chúng ta là làm nào để cho chỗ này đến chỗ này ngắn lại, đúng không ạ? Thế thì có hai cách. Một là chúng ta bẻ vuông nó sang bên này thì nó chạm vào đâu cả. Đấy, nhưng mà cái cách đó ấy, thì thông thường ấy, mà nếu mà mọi người không hiểu về cái bình xăng này nó sẽ rất dễ bị kẹt. Cách thứ hai là chúng ta bẻ hình chữ N. Vuông này xuống này xong vuông này thì là nó ngắn lại một cái khoảng ở giữa, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì chúng ta bẻ. Nhưng mà cái này thông thường là rất rất ít khi bị. Là chúng ta bẻ như này, đầu tiên là chúng ta bẻ xuống ạ, vuông xuống đúng không ạ? Chúng ta bẻ vuông xuống. Đây. Đúng rồi. Được chưa ạ? Đầu tiên bảo bẻ vuông xuống. Sau đó cách một đoạn. Chúng ta lại kẹp vào như này. Được chưa ạ? Chúng ta bẻ vuông lên. Chuẩn rồi. Ngắn chưa ạ? Rõ ràng ngắn hơn ban nãy đúng không ạ? Và chúng ta lại đút vào. Thì khẳng định là không bao giờ bị nữa. Vì cái này thật ra nó chỉ là cái vấn đề về kẹt và thành bình thôi. Nó không phải là cái vấn đề liên quan đến hỏng điện. Nên ra là chúng ta xử lý như vậy rất nhanh. Và đấy các bạn thấy không, tôi xử lý chưa đến 15 giây cho khách hàng. Thì khách hàng người ta hoàn toàn là thoải mái thôi. Cái đó không vấn đề gì cả. Nó chỉ là một vấn đề về liên quan đến chỉnh lại thôi. Người ta hoàn toàn có thể bảo thôi anh chị ngồi đây đợi thì em chỉnh lại. Mất có 15 giây người ta ok ngay. Người ta không bị hoang mang. Đấy, và khi vặn lại các bạn nhớ nhé. Ở đây là nó có một cái, bao giờ cũng thấy nó có một cái lẫy này. Đối với cả những con mà vặn bằng vít, vặn bằng EQ thì không nói. Nhưng mà những con vặn bằng tay này, nó có một cái lẫy này. Khóa này. Khóa này sở dĩ nó đẻ ra ấy, để nó cài vào trong cái vấu của bình xăng này, nó không bị xoay ngược lại. Trong cái quá trình vận hành thì chúng ta phải cài được cái khóa, cái mỏm khóa lồi lên này, cài vào trong cái vấu của bình xăng này. Đấy, là nó sẽ không bao giờ xoay lại được. Và chúng ta ấn lại dây điện cho khách hàng. Xong. Được chưa? Lỗi thứ hai mà bạn vừa đề cập. Đấy, bây giờ nó lại cái xăng này nó đang đầy lên à? Vâng, tắt đi. Nó xuống rồi. Bởi vì là trong bình này tương đối đầy anh. À đầy, đầy xăng à? Đang đầy, đầy xăng à? Vâng. Tắt đi xăng. Không, xăng đang đầy thì làm sao xuống được? Tắt đi làm sao xuống? Tắt đi được anh cắt điện thì có nghĩa là ý anh nói là cái chỉ báo giờ nó báo đang gần đầy. Khi mà chúng ta làm như thế thì cái phao xăng của chúng ta luôn luôn bị đẩy xuống dưới, nên là nó sẽ nhanh đầy hơn. Nó sẽ nhanh đầy hơn. Đấy. Cái phần tiếp theo mà bạn ấy vừa chia sẻ là gì ạ? Bị mặt sắt ở trong bình xăng. Đối với lỗi mặt sắt ở trong bình xăng thì chúng ta chỉ có cách là đổi bình xăng thôi. Không có một cách nào khác xử lý ở tại cơ sở bán hàng được. Tại vì cái lỗi đó là trong cái quá trình dập hàn thì người ta không có vệ sinh sạch. Và đó là lỗi của nhà sản xuất. Đúng không ạ? Về đổi cái xe. Cái lỗi đó thì là thông thường là khi mà khách hàng người ta chạy thì là cái quá trình chúng ta làm ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái câu chuyện là gì? Khi khách người ta quay lại, người ta báo là em ấy chết máy, người ta xả xăng ra là ở dưới này nó không còn một tí xăng nào. Đúng không ạ? Mặt sắt nó bám vào thì là gì? Nó cản trở toàn bộ cái đường xăng xuống từ phần bình xăng này xuống đến đây. Nó như kiểu ống nước bị tắc ấy. Đương nhiên là chúng ta sẽ có hai trường hợp. Một là xăng nó sẽ không xuống đây. Hai là trong chế của nó, trong chế chúng ta mở ra có mặt sắt. Đấy, thì thường ấy, thì cái lỗi này thì đối với cả các bên ấy thì là sẽ khắc phục bằng cách là gì ạ? Ở tại nhà sản xuất người ta đã cái này người ta thông thường là người ta sẽ phải chọn những cái nhà cung cấp cung ứng để làm sao mà người ta có một cái quy trình nó đảm bảo về cái việc là vệ sinh cái bình xăng. Đấy, thế đối với một số nhà người ta không lựa chọn cung ứng hoặc người ta tự làm bình xăng thì nó vẫn có những cái trường hợp nó bị như vậy. Đó, thì cái cách khắc phục nó chỉ đơn giản là gì? Đối với những xe mà đã ra biển số rồi các bạn không thể đổi xe được thì chúng ta sẽ phải thay một cái bình xăng cùng loại, cùng hãng nhé. Tại vì các hãng khác nhau thì cái bình xăng rất có thể khác nhau. Tôi không nói là không thể lắp được, nhưng mà rất có thể là nó sẽ khác nhau ở những cái lỗ ốc này, lỗ ốc định vị này, khác nhau ở cái việc là gì, ở cái phần gầm này nó không khớp với cả bộ nhựa, nó sẽ làm bộ nhựa bị banh ra, nên là chúng ta nên thay cùng hãng, xử lý cho khách hàng người ta đi về đã, sau đó là cái bình xăng nó bỏ nhà cung cấp vào. Thì đó chúng ta xử lý cũng chỉ là
một hai phút thôi. Tại vì là gì, những con ốc này các bạn hoàn toàn có thể là gì, tháo hai cái phần quây nhựa này ra và bốn con ốc nó nằm ngay đây, nhấc cả bình xăng lên nó rút cái ống ở dưới ra là thay cái ổ bên khác vào, được chưa? Thì là chúng ta sẽ khắc phục được cái lỗi có mạt sắt trong. Nếu mà mạt sắt nó xuống đến chế rồi thì chúng ta sẽ... thì chúng ta rửa chế. Thì tí nữa em sẽ chỉ các bạn cái cuối cùng chúng ta sẽ làm là cái về cái rửa chế. Ok. Được chưa? Rồi. Thế mọi người có gặp lỗi tiếp theo là gì không? Tay ga không nhảy. Cái đấy vừa hướng dẫn rồi. Vừa mới giải thích rồi. Tí nữa anh sẽ gửi video cho mày học. Được. Tiếp theo. Nhưng mà cái tay ga không nhả ấy, thợ của bên nhà em bảo là do là bên anh là lắp ngay sai ngay từ đầu. Thực ra là như này, để mình nói với các bạn là như này này, nếu mà các bạn, đây là mình không, trên quan điểm là mình không phải là bảo vệ cái sản phẩm của mình. Hôm nọ anh Hiển anh cũng có nhắn tin thì mình có nói với anh Hiển là nếu mà được thì anh cứ để nguyên đấy để em xuống em sẽ xem lại cho anh. Thật ra là như này này, các bạn phải hiểu về nguyên lý của nhà sản xuất ấy. Thì là như này này, về cái vấn đề về ống tay ga này này, là chúng tớ không thể thay đổi được về mặt khuôn mẫu. Có nghĩa là gì, chúng ta khi mà tớ đặt đấy là người ta ép một cái khuôn nhựa ra là nó giống nhau 100% và khẳng định là giống nhau từng ly một, tại vì đấy là công cơ khí chính xác, nó không thể nào mà sai về ống tay ga được, trừ là lấy cái ống này lắp sang ống khác. Thế còn về sắt ấy, về cái cọc sắt ở trong này này, cái cọc sắt ở trong này này, thì là nó sẽ là nó có một cái phi nhất định. Ví dụ anh mua sắt phi 18 là phi 18. Nó đương nhiên là đối với sắt thì nó luôn luôn có dung sai một vài gem. Đó. Thế thì cái vấn đề ấy, nếu mà ga ấy mà có nghĩa là khi thợ người ta nói là gì? Em ơi, cái này là do cái ống tay ga này của người ta sai rồi, anh phải thay cái ống tay ga khác cho em. Thì cái đó là cái điều vô lý. Tại vì sao ạ? Tại vì cái ống tay ga này này là nó giống nhau 100% và nó giống Honda luôn. Đấy, nếu các bạn cầm cái ống tay ga này lắp cho Honda vừa luôn. Lắp cho Honda vừa luôn. Thế chính vì thế nên ra là tại sao mà 100 con xe cái ống này giống nhau cả 100 mà những cái xe ở trong nhà không bị, mà cái xe này nó bị, thì cái đều cái nếu mà thay cái ống này là vô lý. Còn nếu mà đã ra đến cửa hiệu ấy, nhiều khi ấy, nó nếu mà nó dính mỡ mà nó lau đi cho các bạn cái là nó lấy 100.000. Thì các bạn sẽ bảo nó là thằng này chém, đúng không ạ? Nhưng nếu nó lấy ống tay ga nó lãi 100.000 được, không sao cả. Đó, thế thì về nguyên tắc ấy, cửa hàng sửa chữa ấy, thì bao giờ người ta cũng sẽ ưu tiên về vấn đề thay đổi. Đấy, thế nhưng mà còn cái vấn đề về kiểm tra ống tay ga thì tôi đã nói rồi, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra từ cái tay này đến cái chế này, còn trên đường dây là cực kỳ hãn hữu, cực kỳ hãn hữu. Thế thì nếu mà chúng ta bỏ ra nhiều khi trong cái vấn đề đấy, chúng ta là ở trong này nó có mỡ, nó bị dính mỡ. Thì khi mà người ta rút ra, người ta lau đi một cái, người ta lắp cái tay ga của người ta vào, thì sẵn sàng là thì người ta bán được cho mình cái tay ga đó. Và cái tay ga này nhiều khi người ta giữ lại là người ta bán cho người khác, hoặc là ít nhất là người ta bán được một cái bộ ống tay ga. Chứ còn thật ra là người ta chẳng có làm cái gì liên quan đến về mặt kỹ thuật cả. Đấy, còn khẳng nhưng mà cái xe của bên nhà anh ấy thì bị lỗi là khi mà lắc nghe nó không có độ rung. Đúng rồi, cái này là cái độc quyền của bên mình, chứ không phải là xe của mình bị lỗi. Các bạn nhớ đối với cả đây này, hai con xe quay các bạn ra đây, các bạn mắc ống tay ga nó sẽ khác nhau giữa quay Vinsky và quay Moto Thái. Cái này là cái tạo nên thương hiệu của nhà mình. Các bạn lắp cái ống tay ga đi ạ, bên này nó dơ rất nhiều, đúng không ạ? Đúng không? Đúng rồi. Bên này gần như không có độ dơ, đúng không? Đúng rồi, nó phải có độ dơ thì nó mới nhả. Không phải, không phải. Về mặt nguyên tắc nhá, ở đây nếu có xe Honda các bạn ra, các bạn lắp xe Honda nó cũng gần như không có độ dơ như thế này, mà nó chỉ có dơ dọc này thôi này, rút ra rút vào được thôi này, đúng không? Chỉ có dơ dọc để rút ra rút vào thôi, không bao giờ được phép dơ ngang. Đúng rồi. Tại sao lại không được phép dơ ngang ạ? Khi các bạn dắt một con xe mà cái ống tay ga dơ ngang, các bạn cảm giác là tay này nó cứ như này không? Đương nhiên là nó không dao động nhiều như này, nhưng các bạn cảm giác tay này nó cứ như này không? Như vậy thì cái xe này nó sẽ bị một cái là gì? Các bạn dắt cảm giác nó éo ẩn con xe, nó cảm giác nó không cứng, không chắc chắn con xe. Và trong cái quá trình ga thì các bạn ga cảm giác nó cứ kiểu bị như này không? Đúng không ạ? Còn của Vinsky ấy, là cái này là Vinsky mở cái ống tay lái này riêng và độc quyền luôn, đến bây giờ vẫn chưa một đơn vị nào phát hiện ra cái việc này. Và chúng tôi đang đi vào những cái cảm nhận của khách hàng, thì khách hàng tại sao anh em bảo là đi xe Vinsky nó chắc chắn đấy, là ở cái chỗ này đấy, 100 xe của Vinsky nó đều giống nhau và nó đều như này đấy.
đây này con này là tình trạng con này đang bị mỡ này, các bạn ra đây, may là gặp được đúng con này luôn này. Đây các bạn lắp nhé, các bạn ra đây nghe, chúng ta yên tĩnh để nghe này. Đây. Các bạn thấy nhợt nhợt tiếng mỡ nhợt nhạt không ạ? Thấy tiếng mỡ nó nhạt không ạ? Đây nghe đi, thấy nhạt tiếng mỡ không? Như kiểu đang bị dính không? Con này khả năng giống Hà Đông đúng không? Đây các bạn ở ngoài kia có thể đây nghe thì anh thử thao tác luôn cho bọn em xem. Đúng rồi, con này đúng không? Tiếng mỡ nó nhạt không ạ? Các bạn có thể ga thử. Đây lắc mạnh lên, đúng không? Thấy nó nhạt không? Đúng không? Đấy. Nó không có độ nhả. Nó vẫn nhả, con này là bị nhẹ. Con này bị nhẹ. Nếu mà nhiều mỡ hơn nữa là nó sẽ không nhả. À, con này đúng là nhẹ. Nó gì? Nó bị đập. Mấy hai nữa là cái này nó đang bị lỏng này. Vâng, cái này lỏng siết thì siết được, siết được anh. Con này đang bị lỏng cái này. Vâng. Đúng. Đây nhá. Thì các bạn sẽ gặp trường hợp như này. Đấy. Mà đối với cả bên kia, bên thay người ta cứ rút cái này ra, người ta long qua ngay, người ta thay vào là nó lại được như con này. Người ta bảo ấy, ông tay ga của em lỗi rồi. Đúng không? Thật ra không phải. Thật ra nhá, nếu mà khách hàng người ta đi, người ta cứ ga như thế này thì nó vẫn hồi về bình thường, không sao cả. Đấy, nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Nếu mà những con mà nó bị đặc mỡ hơn tí nữa và khi ga này nó sẽ hồi về chậm hoặc nó không hồi về, đúng không? Thì chúng ta có hai phương án. Một, đối với cả con quay là nó có cái gù hở này rồi, chúng ta tháo gù này ra thì nó có một cái mép ở đây, chúng ta đổ xăng vào, đổ một chút xăng vào để nó hòa tan, nó hòa loãng cái đấy ra, chúng ta ga ga vặn vặn như này là hết. Đấy, đối với các con khác thì chúng ta không có cái phần hở này, chúng ta buộc lòng phải tháo cái ống này ra. Tháo cái ống này ra bằng cách là gì? Ở trong cái đầu này nó chỉ có 4-5 con ốc thôi. Đây, ở hai bên này. Đấy, thì chúng ta tháo cái ống này ra, tháo cái tay ga này ra, nó lau, lau sơ bộ đi. Đấy, sau đó chúng ta ráp vào là lại hoàn toàn bình thường, đúng không? Đấy, còn khi mà chúng ta vặn như này mà nó trở về, nó không được tạch tạch như này, nhưng mà nó trở về bình thường như này thì hoàn toàn con này vẫn có thể xuất xưởng bình thường. Khách hàng người ta đi, người ta trong cái quá trình người ta vặn nó sẽ chảy bớt đi, cái điều đó là điều chắc chắn. Đó. Nhưng còn với những cái ống tay ga dơ như này thì là nó sẽ làm cho khách hàng người ta có một cái cảm giác lắp xe nó không được vững chãi. Đấy, thì các bạn có thể tư vấn thêm cho khách hàng nhé. Cái này, cái này phải vít lại đi không? Cái này chắc là do ốc này. Mất đấy rồi không? Nó chưa bị kẹt ở trong rồi. Cao su kẹt trong nhỉ? Cao su kẹt trong thì nó có cách mà rút con ốc này ra này, vặn nó vào bên trong này. Xem con cao su đâu, vặn thật khéo vào bên trong không rút ra. Đây, vặn vào đây này, nó bắt đầu bám này. Đấy, khi nó bám thì chúng tìm rút ra. Đấy.